Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan do Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử, trong đó có sai phạm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là tất cả những sai phạm này do cá nhân gây ra. Ngân hàng Nhà nước đã quy định đầy đủ chặt chẽ chính sách, cơ chế cho vay. Nói về giải pháp hỗ trợ SCB khi nhà băng này rơi vào tình trạng khó khăn thanh khoản và khủng hoảng, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã có giải pháp kịp thời can thiệp để đảm bảo hệ thống ngân hàng nói chung cũng như hệ thống tài chính của quốc gia. Ông Tú cho biết, trong các biện pháp hỗ trợ đảm bảo sự ổn định của ngân hàng này có khoản cho vay của Ngân hàng Trung ương với Ngân hàng Thương mại. Khoản vay này đã được luật định các điều khoản và thực hiện đúng các quy định cho phép. Trong đề án tái cơ cấu sẽ có rà soát để đảm bảo các biện pháp cho vay, thu nợ được xác định đầy đủ rõ ràng. Trong diễn biến có liên quan, thời gian qua mạng xã hội liên tục xuất hiện các trend truy tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan. Mới nhất là trend giả hình ảnh về việc bà Trương Mỹ Lan chuyển khoản 673.000 tỷ đồng. Một số tài khoản mạng xã hội đã lợi dụng trend này tạo những đường link để hack Facebook của người dùng hoặc dùng link để câu dẫn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy việc chế ảnh chuyển khoản này có vi phạm pháp luật hay không? Hơn nữa, các đối tượng lợi dụng việc làm này để lừa đảo thì sẽ bị xử phạt thế nào? Trước nghi vấn này, luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, chắc chắn là giả, bởi hiện nay ngân hàng chỉ cho phép giao dịch chuyển khoản trong một ngày tối đa vài chục tỷ hoặc vài tỷ, tùy vào mỗi ngân hàng. Vấn đề này có thể được chia ra nhiều trường hợp. Trường hợp thứ nhất, trong hình ảnh này, tên của ngân hàng được che đi, đồng thời không sử dụng hình ảnh của bà Trương Mỹ Lan thì chỉ xem là trò đùa vui vẻ, không thể xử phạt gì được vì thực tế cuộc sống có rất nhiều bà Trương Mỹ Lan. Trường hợp thứ hai, trong hình ảnh có đầy đủ tên ngân hàng, tên bà Trương Mỹ Lan, đặc định cụ thể trong vụ án Vạn Thịnh Phát thì chuyện không dừng ở trò đùa nữa. Việc đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, giả mạo tổ chức cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều là các hành vi bị cấm. Những hành vi tung tin đồn không đúng sự thật này sẽ căn cứ vào mức độ ảnh hưởng mà có thể xử lý theo các quy định pháp luật. Các hành vi này có thể bị xử phạt từ 10 đến 50 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm và từ 5 đến 25 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Trường hợp mục đích làm giả hình ảnh chuyển khoản này để thực hiện hành vi lừa đảo, gian lận nhằm chiếm đoạt tiền người khác thì sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Ngoài ra, nếu có dấu hiệu hình sự, thì người phạm tội có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và hậu quả gây ra của hành vi. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Tính đến hết năm 2023, có doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát nợ trái phiếu doanh nghiệp hơn 52.400 tỷ đồng, trong đó số nợ chậm chưa thanh toán đúng hạn gốc, lãi cho trái chủ là hơn 17.200 tỷ đồng. Số liệu trên được Bộ Tài chính nêu tại báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2023 và 2024, vừa gửi lấy ý kiến các bộ ngành trước khi báo cáo chính phủ. Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, 24 doanh nghiệp có liên quan tới tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn. Tổng số vốn các doanh nghiệp này đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động là hơn 138.200 tỷ đồng, trong đó giá trị đã thanh toán nợ gốc hơn 85.700 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu của các doanh nghiệp có liên quan tới Vạn Thịnh Phát thời điểm cuối năm 2023 còn hơn 52.400 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư An Đông nợ hơn 24.960 tỷ đồng, Bông Sen 4.800 tỷ đồng, đầu tư Quang Thuận 7.500 tỷ đồng, đầu tư và phát triển Sài Gòn hơn 6.570 tỷ đồng. Các doanh nghiệp khác còn dư nợ dưới 5.000 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp đang chậm thanh toán lãi và gốc cho trái chủ với số nợ chậm thanh toán lên tới 17.210 tỷ đồng. Trong đó, đa phần là của đầu tư An Đông hơn 16.430 tỷ đồng.
các công ty khác khoảng 83,2 đến 391,4 tỷ đồng. Báo cáo cũng cho thấy trong số trái phiếu đã phát hành có 3 đáo hạn năm nay, giá trị 20.100 tỷ đồng, trong đó hơn một nửa có trái chủ là nhà đầu tư cá nhân, hơn 16.000 người. Trong số 3 doanh nghiệp liên quan tới Vạn Thịnh Phát có trái phiếu đáo hạn trong năm 2024, Bộ Công an đã thông báo tìm người bị hại liên quan tới mã trái phiếu ADC2019.01 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông. Đối với mã trái phiếu này, Bộ Tài chính cho hay việc thanh toán sẽ phụ thuộc vào tiến độ điều tra mở rộng vụ án liên quan đến trái phiếu và khả năng thu hồi tài sản của doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố trong vụ án. Bộ Tài chính đánh giá sau vụ việc ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị mất niềm tin và thanh khoản. Nhiều nhà đầu tư bán tháo trái phiếu hoặc yêu cầu doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn. Vừa qua, người dùng mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh một loạt địa điểm được định danh trên ứng dụng chỉ đường do Google phát triển Google Maps có tên kho báu Trương Mỹ Lan. Những địa điểm này nằm rải rác ở nhiều tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bến Tre. Theo tìm hiểu, không ít địa chỉ mang tên kho báu Trương Mỹ Lan trên bản đồ vốn là cơ sở kinh doanh như nhà hàng, quán ăn, cơ sở giặt sấy. Điển hình, khi tìm đến một địa điểm mang tên kho báu Trương Mỹ Lan tại phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức thì đây là một quán ăn. Anh Mạnh Cường, kỹ sư công nghệ thông tin cho biết Google Maps cho phép người dùng được thay đổi tên, vị trí hoặc các thông tin chi tiết khác của một địa điểm. Điều này đồng nghĩa các địa chỉ trên dễ dàng được người có tài khoản Google can thiệp theo ý muốn. Cũng theo anh Cường, việc người dùng mạng xã hội lợi dụng sức nóng từ vụ án Trương Mỹ Lan nhằm đu trend, câu like, câu view, tạo chú ý là hành vi đáng lo ngại, dễ gây lầm tưởng về vụ án khiến dư luận hoang mang. Anh Cường đề nghị các đơn vị hữu trách kể cả Google cần tra soát chấn chỉnh tình trạng này, tuân thủ nghiêm pháp luật. Trước đó, thông tin từ luật sư Giang Hồng Thanh là người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho biết đã có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm luật an ninh mạng liên quan những thông tin lan truyền trên mạng xã hội sau phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo luật sư Giang Hồng Thanh, sau phiên tòa sơ thẩm xuất hiện đoạn clip lồng ghép xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà Trương Mỹ Lan. Đoạn clip này đã tạo cơn sốt, thậm chí đã trở thành trend xu hướng tạo viral, lan truyền, tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội và website như Zalo, TikTok, Facebook, Google, YouTube. Cụ thể, đơn đề nghị gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an, Cục Phát thanh truyền hình thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Nhận được văn bản kiến nghị của luật sư thì cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét xác minh thông tin để làm rõ clip này, đánh giá hậu quả có thể gây ra đối với gia đình bị cáo và xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi bản án với các bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các bên liên quan được công bố tại phiên tòa, hội đồng xét xử cũng đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất với cơ quan điều tra, Bộ Công an, Viện Kiểm sát về một số vấn đề cần làm rõ trong quá trình điều tra trong giai đoạn 2. Trong số đó, hội đồng xét xử đề nghị Cục 03, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ vai trò trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại Ngân hàng SCB. Các kiểm toán viên có liên quan, nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý đúng quy định. Các kỳ báo cáo tài chính của SCB được công bố cho thấy đều do các công ty kiểm toán lớn kiểm toán báo cáo tài chính, trong đó từ năm 2012 đến nay, lần lượt Ernst & Young Việt Nam, Deloitte và KPMG đã thực hiện kiểm toán cho SCB. Chục năm đều do các công ty kiểm toán lớn thực hiện, nhưng không phát hiện sai phạm. Tuy vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vấn đề được phát giác cũng bởi một trong số các công ty kiểm toán này. Cụ thể, khi vụ Vạn Thịnh Phát được điều tra, SCB bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt. Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu SCB thuê tổ chức kiểm toán độc lập, rà soát, đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá trị thực của ngân hàng. Bên được thuê lại là cái tên quen thuộc, kiểm toán KPMG. Ngày 31 tháng 5 năm 2023, công ty kiểm toán KPMG chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phát hành báo cáo kiểm toán độc lập, báo cáo rà soát đánh giá thực trạng tài chính hợp nhất, xác thực vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của ngân hàng SCB và các công ty con vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Kết quả kiểm toán xác định ngân hàng SCB âm vốn chủ sở hữu 443.769 tỷ đồng, lỗ lũy kế 464.547 tỷ đồng.
Hàng chục năm, nhóm Big Four không phát hiện vấn đề, chỉ vài tháng sau khi sự việc vỡ lở, KPMG được thuê soát xét và đã ra vấn đề. KPMG và Deloitte là hai trong số những công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, được xếp chung vào nhóm Big Four. Công ty kiểm toán lớn nhất thế giới bao gồm cả Ernst & Young, EY và PwC. Đây cũng là hai trong số công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho SCB. KPMG đặt trụ sở chính tại Amstelveen, Hà Lan, cung cấp dịch vụ tại hơn 140 quốc gia. KPMG Việt Nam thành lập năm 1994. Deloitte được thành lập tại Anh, có trụ sở chính tại London. Mạng lưới Deloitte hoạt động khắp thế giới. Theo đó, Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng PCAOB của Mỹ đã áp đặt các hình phạt dân sự đối với các chi nhánh của KPMG và Deloitte, hai trong số bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới Big Four. Trong thông báo, Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng của Mỹ cho biết đã áp đặt mức phạt 25 triệu đô la Mỹ đối với KPMG chi nhánh Hà Lan do hành vi gian lận nghiêm trọng trong các bài thi nghiệp vụ tại công ty trong giai đoạn 2017-2022. Đây là mức phạt lớn nhất trong lịch sử cơ quan quản lý kiểm toán Mỹ. Chủ tịch PCAOB Erica Williams cho biết, ủy ban này cũng đã cấm vĩnh viễn cựu giám đốc bộ phận bảo hiểm của KPMG Hà Lan, ông Mats Hogeboom, làm việc cho bất kỳ công ty nào thực hiện kiểm toán các công ty đại chúng của Mỹ. Ngoài ra, PCAOB đã phạt 2 triệu đô la Mỹ đối với các chi nhánh của Deloitte ở Indonesia và Philippines vì vi phạm các quy tắc và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của ủy ban này liên quan hành vi gian lận trong các bài thi nghiệp vụ nội bộ. Ủy ban cũng xử phạt Will Bredo Banstaya, một quan chức hàng đầu của Deloitte Philippines, về hành vi này. Hành vi gian lận trong các bài thi nghiệp vụ đã gây khó khăn cho công tác kiểm toán trong nhiều năm qua. Tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan, hội đồng xét xử đã tuyên phạt tù tất cả 18 bị cáo nguyên cán bộ Ngân hàng Nhà nước, trong đó phạt tù chung thân bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước. Ngoài án tù, bản án còn tuyên tịch thu 4,8 triệu đô la Mỹ mà quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra đang tạm giữ của bị cáo Nhàn. Bản án tuyên buộc bị cáo Nhàn phải nộp tiếp số tiền tương đương 400.000 đô la Mỹ để tịch thu xung vào ngân sách nhà nước. Hai khoản tiền nêu trên tương đương 5,2 triệu đô la Mỹ mà bà Nhàn đã nhận hối lộ từ SCB. Ngoài số tiền phải trả lại như nêu trên, bản án còn tuyên buộc bị cáo Nhàn phải nộp phạt số tiền 100 triệu đồng. Theo hội đồng xét xử, trong quá trình thanh tra tại SCB, bà Nhàn có hai lần gặp gỡ trao đổi với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về thực trạng và sai phạm tại SCB. Lần đầu, bà Lan đề nghị bà Nhàn hỗ trợ sớm kết thúc thanh tra SCB để SCB được tiếp tục tái cơ cấu. Lần gặp thứ hai, bà Nhàn đề nghị Lan bán tài sản trả nợ các khoản vay cũ để không chuyển sang cơ quan điều tra. Sau khi nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ ông Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB, đưa tại nhà riêng bà Nhàn và tại nơi bà Nhàn làm việc, bà Nhàn sửa kết quả thanh tra theo hướng không đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, không chuyển cho cơ quan điều tra về các sai phạm của SCB. Tại phiên tòa trước đó, bà Nhàn khai lý do nhận số tiền là để bảo vệ gia đình vì thời điểm này thấy nhiều người liên quan đến vụ án chết. Nhiều lần liên hệ đưa lại tiền nhưng không thực hiện được. Hội đồng xét xử đã bác lời biện hộ này của bà Nhàn. Ngoài bà Nhàn, bản án còn tuyên 17 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Nhà nước là thành viên hoặc lãnh đạo đoàn thanh tra, tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước tại SCB như bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Hưng là người chỉ đạo giám sát đoàn thanh tra, chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo thanh tra, dù thanh tra đã làm rõ thực trạng tài chính của SCB không đủ điều kiện để tái cơ cấu, nhưng ông Hưng vẫn chỉ đạo xây dựng báo cáo không trung thực tài chính, không kiến nghị đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Ngoài ra, ông Hưng có nhận lợi ích để bỏ qua sai phạm, thỏa mãn yếu tố vụ lợi. Bản án tuyên ông Nguyễn Văn Hưng 11 năm tù về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị tuyên phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, các bị cáo Nguyễn Thị Phụng, cựu phó cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 Ngân hàng Nhà nước, Bùi Tuấn Khoa, cựu phó cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 Ngân hàng Nhà nước, Vương Đỗ Anh Tuấn, cựu trưởng phòng thanh tra thuộc Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 Ngân hàng Nhà nước và 13 bị cáo khác
nguyên là cán bộ Ngân hàng Nhà nước, là thành viên thanh tra giám sát tại SCB, bị tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 11 năm tù.